Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu. Trong video ngày hôm nay, Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một cái chiếc túi cầm tay với cái họa tiết rất là dễ thương và đơn giản thực hiện. Kích thước của chiếc túi sau khi hoàn thành, chiều ngang là 23cm và chiều cao phần thân túi là 17cm. Và các bạn có thể gắn thêm cái dây đeo dài để có thể dùng để đeo chéo nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hiện chiếc túi này nhé. Về nguyên liệu để thực hiện chiếc túi, ở đây thì Châu sử dụng cái sợi simili cotton và sợi thì Châu sẽ chập đôi như thế này, nên Châu sẽ quay sợi ra thành cuộn để có thể dễ dàng sử dụng sợi bên trong và cái sợi bên ngoài chập lại. Về cái màu hồng đất này thì Châu dùng là khoảng tầm 200g, là hơn một cuộn đó các bạn. Chập sợi nên Châu sẽ dùng kim móc 6.0. Ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kim khâu và kéo nha. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện cái phần đáy túi trước. Mình sẽ chập sợi lại như thế này. Mình sẽ xòe bàn tay trái ra và đưa lên qua ngón út, sau đó lên ngón trỏ, dùng ngón giữa và ngón cái để giữ sợi lại. Tiếp tục dùng kim móc để bên dưới sợi. Sau đó sẽ vòng qua một vòng. Tiếp tục lấy sợi và kéo qua cái vòng tròn, tạo nên mũi gút. Tiếp theo thì mình sẽ khởi tạo cái dây bính với 24 mũi móc xích nha. Sau khi khởi tạo 24 mũi móc xích thì mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí xích đầu tiên và xích thứ 24. Vì cái vị trí này là hai cái vị trí bên hông, sẽ là vị trí tăng mũi cho hàng số 1 nha. Mình bắt đầu thực hiện hàng số 1, lên một mũi móc xích. Và ngay cái vị trí đánh dấu này mình sẽ thực hiện hai móc đơn vào cùng chân móc. Và đây là móc đơn đầu tiên thì mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu tiên để khi kết hàng không bị nhầm lẫn nha các bạn. Tiếp tục ngay cùng cái vị trí này luôn. Như mình nói lúc nãy thì mình sẽ thêm một mũi móc đơn nữa vào đây, tức là sẽ có hai móc đơn vào cùng chân móc này. Bây giờ tiếp theo, những cái chân xích ở chính giữa này thì mình sẽ thực hiện một móc đơn vào mỗi cái chân xích đến trước cái vị trí đánh dấu và mình sẽ dừng lại. Và ở khoảng giữa này mình sẽ có tổng cộng là 22 mũi móc đơn nha. Sau khi thực hiện một móc đơn vào mỗi chân móc ở cái khoảng giữa này thì mình có tổng cộng là 23 móc đơn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện vào cái vị trí đánh dấu này, tức là cái vị trí tăng mũi á. Mình sẽ thực hiện vào đây là 3 móc đơn cùng chân móc này nha. Một, hai, ba. Đây là mình đã tăng mũi ở cái vị trí này, từ 1 mà lên 3 mũi móc đơn. Và mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu hàng này, để khi mà hàng số 2 mình sẽ bắt đầu tăng mũi từ cái vị trí này, tránh nhầm lẫn ha. Bây giờ mình cũng tiếp tục thực hiện cái khoảng giữa này, tương tự như lúc nãy. Thì mỗi cái chân móc này các bạn sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào. Nên bây giờ ở khoảng giữa này mình sẽ có tổng cộng là 22 mũi móc đơn. Và mình dừng lại trước cái vị trí đánh dấu này nha.
Đây là mình đã thực hiện được 22 móc đơn cho cái khoảng giữa này. Mình sẽ cắt cái sợi thừa ở phía đằng sau này đi. Bây giờ các bạn xem nha, cái vị trí đánh dấu này á, thì lúc đầu hàng mình đã có 2 móc đơn rồi nè. Bây giờ mình sẽ thêm một mũi móc đơn nữa là đủ 3 mũi thôi nha. Mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn vào đây. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí móc đơn này để lát nữa hàng số 2 mình sẽ tăng mũi. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu, tức là cái móc đơn đầu hàng để kết thúc hàng số 1 nha. Và hàng số 1 này thì mình có tổng cộng là 50 mũi móc đơn. Và đây là hàng số 1 của phần đáy túi mà mình vừa thực hiện xong. Các bạn sẽ đếm được hai bên hông mỗi bên là 3 móc đơn. Còn ở hai cái khoảng giữa thì mỗi cái khoảng sẽ là 22 móc đơn, tổng cộng là 50 mũi móc đơn nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện hàng số 2 của phần đáy túi. Mình sẽ lên một mũi móc xích. Các bạn xem, ở cái chân móc đầu tiên và cái chân móc thứ hai, hai cái chân móc mà mình sẽ tăng mũi á, mình sẽ thực hiện vào đây mỗi chân móc là 2 móc đơn cùng chân móc. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu hàng. Tiếp tục chân móc này, 2 móc đơn cùng chân. Mình có 4 móc đơn cho hai cái vị trí tăng mũi này nha. Tiếp tục ở khoảng giữa cũng tương tự như lúc đầu, thì mỗi chân móc mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn cho đến trước vị trí đánh dấu và ngừng lại. Mình sẽ có tổng cộng là 22 móc đơn nha. Đến đây, sau khi thực hiện mỗi chân móc là một móc đơn thì mình có tổng cộng là 22 móc đơn cho khoảng giữa này. Bây giờ ở ba cái chân móc mà mình thực hiện của hàng số 1 á, ba vị trí tăng mũi này, thì ở hàng số 2 mình sẽ thực hiện mỗi cái chân móc này là 2 móc đơn cùng chân, và mình sẽ lặp lại cho ba cái vị trí chân móc này nha. Sau khi tăng mũi cho ba cái vị trí chân móc này thì mình có tổng cộng là 6 móc đơn cho phần bên hông này. Bây giờ ở khoảng giữa này mình cũng thực hiện tương tự như lúc nãy, thì mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn, có tổng cộng là 22 móc đơn cho cái khoảng giữa này. Và mình sẽ dừng lại trước cái vị trí đánh dấu luôn nha. Đây, đến đây mình đã thực hiện được 22 móc đơn cho khoảng giữa này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng mũi cho cái chân móc cuối cùng này. Mình sẽ thực hiện 2 móc đơn vào cùng chân móc này nha. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu móc đơn đầu hàng để kết thúc hàng số 2. Và hàng số 2 này thì mình có tổng cộng là 56 mũi móc đơn. Và đây là hàng số 2 mình thực hiện xong nè các bạn. Hai bên hông mỗi bên sẽ là 6 móc đơn. Và ở khoảng giữa, trên và dưới, mỗi bên sẽ là 22 móc đơn. Mình sẽ đo kích thước phần đáy túi nha, là tầm 22,5cm. Còn cái chiều rộng này là tầm 4cm. Mình tiếp tục thực hiện cái phần thân túi lên hàng số 1. Mình sẽ lên 3 mũi móc xích. Và 3 mũi móc xích này mình sẽ đánh dấu vào cái vị trí xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Đây được xem như là một mũi kép đơn nha.
Bây giờ ở hàng số 1 của cái phần thân túi này thì mình sẽ thực hiện mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Mình sẽ thực hiện cho đến cuối hàng và dừng lại. Đến cuối hàng sau khi thực hiện mỗi cái chân móc là một mũi kép đơn thì mình có tổng cộng là 56 mũi kép đơn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu để kết thúc hàng số 1 của phần thân túi. Và đây là hàng số 1 của phần thân túi mà mình vừa thực hiện xong. Đây nha các bạn. Bây giờ ở hàng số 2 thì mình sẽ thực hiện cái màu trắng nên mình sẽ tiếp tục thực hiện mũi trượt vào cái chân móc bên cạnh, đồng thời sẽ nối cái sợi màu trắng vào luôn. Đây mình sẽ đưa kim móc qua cái chân móc bên cạnh này. Sau đó thì mình sẽ trượt cái màu trắng vào. Cái sợi màu hồng mình sẽ giữ nguyên và không cắt sợi nha. Mình sẽ để bên trong. Bây giờ ở hàng số 2 thì mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của một mũi kép đơn. Mình đánh dấu vào cái vị trí xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Ở đây thì mình sẽ thực hiện cái cụm họa tiết. Mình sẽ tiếp tục thực hiện thêm một kép đơn nữa vào cùng cái vị trí này. Mình kẹp cái sợi màu trắng vào để kẹp sợi luôn nha. Đây là mình đã được 2 kép đơn rồi. Tiếp tục ở đây mình sẽ lên một mũi móc xích. Và cùng cái vị trí này mình sẽ thực hiện thêm 2 kép đơn nữa nha. Tạo nên cái cụm họa tiết là 2 kép đơn, 1 mũi xích và 2 kép đơn. Đây nha các bạn, đây sẽ là cụm họa tiết của hàng số 2 này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện. Mình sẽ đưa cái sợi màu hồng qua bên đây. Mình lên 2 mũi móc xích. Và mình sẽ đếm ở bên dưới á, 6 cái chân móc và mình bỏ qua 6 cái chân móc đó. 5, 6. Và ở chân móc thứ 7 này, mình sẽ thực hiện cụm họa tiết như lúc nãy là 2 kép đơn, 1 mũi xích và 2 kép đơn vào cái chân móc thứ 7 này. Tiếp tục lên 1 xích, thực hiện 2 kép đơn nữa. Đây nha các bạn, cụm họa tiết thứ 2 mà mình vừa thực hiện xong. Mình tiếp tục thực hiện lên 2 mũi xích. 1, 2. Cũng bỏ qua 6 cái chân móc bên dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân móc thứ 7 này mình sẽ thực hiện tiếp tục là cụm họa tiết. 2 kép đơn, 1 xích và 2 kép đơn. Thank you.
Và đây là cụm họa tiết thứ 3 mà mình đã thực hiện xong. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng và dừng lại nha. Đến cuối hàng thì mình cũng bỏ qua 6 cái chân mắt bên dưới nè. Ở bên trên thì mình sẽ lên 2 mũi xích và tiếp tục thực hiện mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu, tức là cái kép đơn đầu hàng này nè, để kết thúc hàng số 2. Sau khi trượt mũi thì mình sẽ cắt sợi nha. Và mình sẽ giấu sợi vào bên trong. Sau cùng mình sẽ giấu sợi để hoàn thiện chiếc túi sau. Và đây là hàng số 2 của cái phần thân túi mà mình thực hiện xong với cái cụm họa tiết này. Mình sẽ đếm số cụm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổng cộng là 8 cụm họa tiết cho hàng số 2 này. Bây giờ hàng số 3 thì mình sẽ tiếp tục sử dụng cái màu hồng đất này. Và mình sẽ nối sợi, trượt sợi lên cái khoảng 1 xích của cái cụm họa tiết. Lên 1 mũi móc xích. Và ngay vị trí này mình sẽ thực hiện 1 mũi móc đơn vào nha các bạn. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu hàng. Và bây giờ mình sẽ lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Và các bạn sẽ quan sát cái chân móc của hàng số 1 này, 6 cái kép đơn ở chính giữa này nè. Thì mình sẽ thực hiện vào cái chân móc kép đơn thứ 3 và thứ 4. Tức là mình sẽ bỏ qua hai cái chân móc kép đơn đầu này, thực hiện vào đây một kép đơn. Mình cũng kẹp cái sợi màu trắng của hàng số 2 vào luôn nha. Tiếp tục cái chân móc bên cạnh này một kép đơn. Đây nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ lên 2 mũi xích, thực hiện vào cái khoảng 1 xích này một mũi móc đơn. Và đây sẽ là họa tiết của hàng số 3. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích, thực hiện vào hàng số 1 này hai kép đơn. Tiếp tục lên 2 xích, thực hiện vào cái khoảng 1 xích này là một móc đơn. Đây nha các bạn, đây sẽ là họa tiết của hàng số 3. Bây giờ mình sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng và dừng lại nha.
Đến cuối hàng số 3 thì mình dừng lại ở vị trí hai kép đơn này. Bây giờ mình sẽ thực hiện hai mũi xích. Và mình thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí móc đơn đầu hàng này và kết thúc hàng số 3. Và đây là hàng số 3 mà mình vừa thực hiện xong nha các bạn. Và cái nhóm cụm họa tiết của cái chiếc túi này sẽ là hàng số 1, số 2, số 3. Bây giờ mình sẽ lặp lại hàng số 1, số 2, số 3, tức là hàng 4, 5, 6 á, thêm một lần nữa để các bạn quan sát nha. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 4. Ở đây mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao một kép đơn. Đánh dấu vào cái vị trí xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Tiếp tục ở cái khoảng 2 xích này thì mình sẽ thực hiện mỗi cái xích là một cái kép đơn. Mình sẽ thực hiện vào cái khoảng này là hai kép đơn. Hai chân móc bên cạnh này, mỗi chân móc sẽ là một kép đơn nha. Tiếp tục ở khoảng 2 xích này sẽ là hai kép đơn. Ở chân móc này, một kép đơn. Và bây giờ các bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy. Mỗi chân móc là một kép đơn. Và mình sẽ thực hiện đến cuối hàng và dừng lại. Đến cuối hàng số 4 này, mình có tổng cộng là 56 mũi kép đơn. Bây giờ lên hàng số 5 thì mình sẽ thực hiện hàng màu trắng. Nên mình sẽ thực hiện mũi trượt và vừa nối sợi màu trắng vào luôn. Đây nha, bây giờ mình sẽ trượt sợi màu trắng vào. Mình bắt đầu thực hiện hàng số 5. Hàng số 5 thì mình sẽ thực hiện tương đương như là hàng số 2. Đầu hàng cũng lên 3 mũi móc xích tương đương với một kép đơn. Đánh dấu vào vị trí xích thứ 3 thì đếm lên. Tiếp tục cùng cái chân móc này mình sẽ thực hiện cụm họa tiết. Một kép đơn, một xích và hai kép đơn cùng chân. Đây là cụm họa tiết đầu tiên mình thực hiện xong. Cụm của hàng số 5 này sẽ đối xứng với hàng số 2 bên dưới nha. Tiếp tục lên 2 mũi xích. Bỏ qua 6 cái chân móc bên dưới. Ở cái chân móc thứ 7 này sẽ thực hiện tiếp tục là cụm họa tiết. Hai kép đơn, một xích và hai kép đơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại các cụm họa tiết tương đương như là hàng số 2. Và đến cuối hàng số 5 sẽ dừng lại nha. Đến cuối hàng số 5 thì mình
tiếp tục lên 2 mũi xích. Cũng bỏ qua 6 chân móc bên dưới và thực hiện mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu đầu hàng. Kết thúc hàng số 5 thì mình cũng có tổng cộng là 8 cụm họa tiết nha. Sau khi trượt mũi, kết hàng thì mình cũng cắt sợi và giấu sợi vào bên trong. Và đây là hàng số 5 mình vừa thực hiện xong. Mình tiếp tục thực hiện hàng số 6. Hàng số 6 thì sẽ tương đương với cách thức thực hiện hàng số 3 ở bên dưới. Mình cũng trượt mũi vào cái khoảng một xích này để kéo sợi màu hồng qua. Tiếp tục lên một xích. Thực hiện một móc đơn vào cái khoảng một xích này. Đánh dấu vào cái vị trí móc đơn đầu hàng. Cũng đối xứng với cái hàng số 3 ở bên dưới luôn nha. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Và ở hàng số 4. Dưới đây thì mình sẽ bỏ qua 2 chân móc và thực hiện vào cái chân móc thứ 3 và thứ 4. Mỗi chân móc là một kép đơn. Tương tự như cách thức thực hiện hàng số 3. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Vào cái khoảng một xích này thì thực hiện một mũi móc đơn. Bây giờ ở cái hàng số 6 này thì các bạn sẽ lặp lại các họa tiết tương tự như là hàng số 3. Và mình sẽ thực hiện đến hết hàng số 6 và dừng lại nha. Và đây là hàng số 6 mà mình vừa thực hiện xong. Bây giờ từ hàng số 7 cho đến hàng số 12 thì các bạn sẽ lặp lại các nhóm cụm họa tiết 4, 5, 6 thêm 2 lần nữa. Và đây là mình đã lặp lại các nhóm cụm họa tiết tổng cộng là 4 lần và dừng lại ở hàng số 12. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện hàng móc đơn là hàng số 13 và kết thúc cái phần thân túi này nha. Mình cũng thực hiện tại đây là lên một mũi móc xích. Thực hiện vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Đánh dấu vị trí móc đơn đầu hàng. Tiếp tục cái khoảng 2 xích này thì mình sẽ thực hiện 2 móc đơn vào đây. Hai chân móc bên cạnh mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Khoảng 2 xích này thực hiện 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh là một mũi móc đơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại cách thức tương tự cho đến cuối hàng số 13 luôn nha. Đến cuối hàng số 13 thì mình có tổng cộng là 56 mũi móc đơn. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí móc đơn đầu hàng để kết thúc hàng số 13. Sau đó thì cắt sợi và dùng kim khâu giấu cái sợi thừa đi nha.
Và đây là cái phần thân túi mà mình đã hoàn thiện gần xong. Bước cuối cùng là các bạn sẽ giấu những cái sợi thừa để hoàn thiện phần thân túi nha. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện cái phần quai đeo. Mình sẽ chừa một đoạn sợi tầm 40cm lại. Và bây giờ ở đây mình sẽ thực hiện một mũi gút. Lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5. Mình bắt đầu thực hiện hàng số 1. Bắt đầu từ cái xích thứ 2 tính từ kim móc. Thực hiện một mũi móc đơn vào. Và ba cái chân xích còn lại, mỗi cái chân xích sẽ là một mũi móc đơn. Kết hàng số 1 thì mình sẽ có tổng cộng là 4 móc đơn. Tiếp tục, thực hiện hàng 2 lên một mũi móc xích và quay lại để thực hiện. Ở hàng số 2 thì các bạn sẽ thực hiện một móc đơn vào mỗi cái chân móc. Kết hàng số 2 mình cũng có là 4 móc đơn. Và hàng số 3 cho đến hàng số 28 thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự như là hàng số 2. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi thực hiện được 28 hàng cho cái phần quai túi này. Và đây là mình đã thực hiện đến hết hàng số 28 của phần quai túi. Tương tự thì mình cũng chừa lại một đoạn tầm 40cm để may vào cái phần thân túi. Sau đó mình sẽ lên một mũi móc xích và cắt sợi. Và ở phần quai túi này thì mình chừa lại hai đầu, mỗi đầu là hai cái hàng móc đơn. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái đoạn giữa lại.
Và đây là cái phần quay túi mình đã thực hiện khâu cái phần giữa lại. Và mình sẽ lặp lại các bước tương tự để thực hiện thêm một cái phần quay túi thứ hai nha. Và đây là mình đã thực hiện may một cái phần quay túi vào cái phần thân túi rồi. Mình sẽ lặp lại tương tự cho cái phần quay túi bên đây. Đầu tiên thì mình sẽ đánh dấu cái vị trí mà mình thực hiện 40 móc đơn. Thì mình sẽ thực hiện vào cái vị trí gần cái kép đơn ở bên hông này. Tương tự bên đây cũng vậy. Cái vị trí gần cái bên hông kép đơn này mình cũng đánh dấu lại. Bây giờ thì mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái phần quai túi vào cái vị trí mà mình đánh dấu nha. Các bạn sẽ quan sát cách mình thực hiện trên video nhé. Các bạn ơi, vậy là Châu đã hoàn thành xong chiếc túi này rồi. Châu hy vọng là các bạn sẽ thích chiếc túi này. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy ủng hộ Châu bằng một lượt like, chia sẻ video đến những người bạn để có thể cùng nhau thực hiện chiếc túi này nha. Chúc các bạn thành công, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.